Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Thanh Tùng. Thanh Tùng, không biết là cuối tuần này thì thời tiết có đồng đảnh như mấy ngày qua, hết mưa rồi nắng rất là khó chịu hay không ạ? Vâng, anh Dương yên tâm là cuối tuần này thì phía Bắc thời tiết sẽ chấm dứt cái kiểu là lúc nắng lúc mưa. Tuy nhiên là nó cũng không mấy dễ chịu, bởi vì là xu hướng sẽ là nắng nhiều hơn và chúng ta cũng sẽ cảm thấy là hơi nóng một chút. Thưa quý vị, cụ thể là thủ đô Hà Nội thì từ ngày mai dự báo là nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng, có thể đạt mức là 34 độ và đến Chủ nhật thì còn tiếp tục tăng nữa, có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Bầu trời quang mây và nắng xuất hiện liên tục từ sáng cho đến chiều muộn. Không riêng gì Hà Nội mà người dân ở nhiều nơi khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì cũng sẽ thấy nóng rõ vào trưa và đầu giờ chiều mai, khi mà nhiệt độ ở các thành phố sẽ tăng từ 1 đến 4 độ so với ngày hôm nay, cao nhất sẽ là ở mức từ 30 đến 34 độ. Riêng thành phố Hà Giang có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Với Trung và Nam Trung Bộ thì từ ngày mai mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều muộn. Thay vào đó, từ sáng cho đến chiều thì trời nắng, nhiệt độ thì tăng ít hơn so với phía Bắc, chỉ tăng khoảng 1 độ và nhiệt độ phổ biến của khu vực này sẽ là từ 32 đến 34 độ. Không biết là với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết cuối tuần ra sao thưa anh Tùng? Nhiều người thì lo lắng rằng là những cơn mưa có thể ảnh hưởng đến kế hoạch vui chơi cuối tuần của họ. Vâng, ngày hôm nay thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì đã giảm mưa đáng kể rồi. Tuy nhiên là đến cuối tuần này thì mưa dông lại xuất hiện nhiều trở lại ở hai khu vực này. Và cụ thể thưa quý vị, đó là mưa sẽ xuất hiện sau 14 giờ cho đến 19 giờ. Nam Bộ thì dễ có những điểm mà lượng mưa có thể là trên 50 mm, đề phòng hiện tượng ngập úng tại những vùng trũng thấp. Và bên cạnh đó thì trong cơn dông cũng rất dễ đi kèm theo sấm sét và gió rất mạnh. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cập nhật những thông tin dự báo chi tiết cho các thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Đà Nẵng dự báo 2 ngày tới thì trời nắng, ít khả năng mưa. Quý vị có thể thấy hơi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất 32 độ. Còn buổi tối cho đến sáng hôm sau thì không khí dịu mát, 25-26 độ. Đà Lạt là một trong ít điểm dự báo là không có mưa vào cuối tuần này. Tây Nguyên thì trời nắng liên tục từ sáng cho đến đầu giờ chiều với mức nhiệt cao nhất là 26 độ. Buổi đêm và sáng trời rét 15-16 độ. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối 2 ngày tới thì cần phải đề phòng mưa to cục bộ, dễ đi kèm theo sấm sét, gió rất mạnh. Buổi sáng cho đến đầu giờ chiều thì trời nắng với mức nhiệt là 32-33 độ.